Em là Trần, xin kính chào các bác đam mê audio trên toàn quốc. Ở trong video clip lần này, em đã Trần lên sóng cả loa Sansui SP2500, một trong những cái dòng loa cổ của Sansui với thiết kế khá là cổ điển nhưng cũng không kém phần sang trọng. Cặp này thì thiết kế với vỏ gỗ lạng cả 6 mặt e căng, mắt cáo đặc trưng của dòng loa Sansui cổ. Bên dưới của nó thì có một cái logo Sansui. Cái loa về trong cái tình trạng đẹp xuất sắc cũng như là nguyên zin. Cấu hình mỗi thùng gồm một loa bát 30 màng giấy gần vải tập dầu, hai loa mít giấy rất là lớn và hai loa chép kèn lá các bác nhé. Hai loa chép kèn nằm trong cái máy kèn lá kia. Và cặp này thì nó có tới hai cái lỗ thông hơi ở phía trước. Công suất mỗi loa là 80W và rất là dễ dàng phối ghép âm linh. Em mời các bác chúng ta cùng quan sát kỹ cái độ đẹp, độ chất của cặp loa này. Thì một cái căng em lắp vào rồi, còn một cái căng em đang trên tay. Đây, các bác thấy nó còn đầy đủ logo Sansui. E căng của nó bằng gỗ rất là độc đáo. E căng bằng gỗ rất là độc đáo luôn, thưa các bác. Bên trong này thì nó có một cái lớp vải để chống bụi bẩn. Vâng, sau bao nhiêu năm, cặp này thì ra đời vào những năm của thập niên 70 cơ. Tuy nhiên thì chất lượng còn rất là tốt. Đây, em mời các bác chúng ta cùng quan sát nhé. Cặp này thì thiết kế với vỏ vân gỗ còn rất là đẹp, vuông thùng, sắc cạnh, không sứt mẻ, không cấn mót. Phía sau của nó đây, các bác nhìn cái phần hậu của nó rất là mới như này, như thế này thì các bác có thể là thấy được cái chất lượng của nó. Đây, hai phần cọc loa, model là SP2500 này. Của nó là một loa bass này, 30.5 này, hai loa mid này, hai loa chép này, trở kháng 8 ohm, công suất là 80W. Đấy, hai vi tinh chỉnh cho giải mid cũng như là giải chép, hai vi tinh chỉnh cho giải mid cũng như là giải chép. Dòng này thì made in Japan. Cặp loa này thì cho chất âm rất là hay. Đây là phần mặt trước, em mở cái căng nha. Nó cho chất âm rất là hay, phù hợp với những cái dòng nhạc cổ, dòng nhạc mộc mạc, chi tiết. Và ví dụ như các cái dòng nhạc vàng, dòng nhạc xưa, hoặc là các bác kết hợp với những cái hệ thống âm thanh trên nền nhạc băng cối thì sẽ rất là tuyệt vời. Cả hai chiếc thì còn đều đẹp, còn đều khá là đẹp luôn. Tuyến loa thì căng mọng, không cấn móc, không sứt mẻ, cũng như là thùng vách thì còn khá là ok. Cặp này thì sắp đặt trần có giá bán là 11 triệu đồng nhân dịp khai xuân năm mới, thì một mức giá tốt cho anh em chơi. Bác nào có nhu cầu thì mời các bác hãy alo cho em. Mời các bác chúng ta cùng thưởng thức một chút nhạc vàng được thể hiện trên cặp Sansui SP2500 này. Thì với cái mức giá 11 triệu đồng, các bác có thể sở hữu được một cặp loa cổ, cặp loa mắt cáo rất là tuyệt vời luôn. Chơi hay, bày đẹp và giá trị sưu tầm rất là cao. Em ơi nếu mộng không thành thì sao? Trên đê vắng người lúc tan trở chiều, ngại ngu mỗi lần anh đến tìm em, má em ưng hồng vì quá. Vâng, một chút nhạc xưa, một chút nhạc cổ hơn nhé. Để các bác cảm nhận chất âm của cặp loa này, tiếng nó đánh rất là thánh thót, bông tơi. Chiều
nhìn ra đầu ngõ dần dần niềm tương nhớ giáng sinh sinh một người được nghỉ năm ngày phép mắt hai hôm làm quen em ơi cho mình biết tên cuộc đời chinh chiến quanh năm với bưng biên thì gọt liễu mong manh làm sao bước sông ngày anh thì em ngại gió lay nụ tâm xuân vừa hé chiều nào khi về sở hữu cặp loa này thì mời quát alo trực tiếp cho em. Rồi bây giờ mời quát chúng ta cùng nghe thử trên cái nền nhà, nguồn phát cái nhạc trước năm 75 nhé. Đêm nay có
Xin chào các bác và hẹn gặp lại các bác trong những video tiếp theo. Bác nào có nhu cầu sớm cặp loa này, bác có alo trực tiếp cho em. Cảm ơn các bác đã quan tâm theo dõi clip.